Bây giờ cô không còn tên tên là Long nữa đúng không? Mà cô thì cô đổi tên rồi đó. Trời nha, món quà bất ngờ em đừng xỉu nha. Hồi nãy cô đã tặng quà, đã tặng bông rồi, còn gì? Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa tất cả các khán giả đang hiện trường hôm nay, tôi thì cũng là một cái người kinh doanh, không có biết văn nghệ và cũng không có hài hát, nhưng sở dĩ tôi rất là yêu thích những cái nhân vật đang một của truyện Lan và Điệp, và tôi cũng đã từng coi ở trên đa mạng thì thấy Mạnh Quỳnh cứ cô Phi Nhung là đóng vai là Lan và Điệp, thì tự nhiên tôi nhiễm trong người tôi rất là thích hát cái bài Lan và Điệp. Và hôm nay tôi cũng rất là mong muốn nghệ sĩ Mạnh Quỳnh trong vai Điệp, cô Hoa Lan trong vai Lan. Xin được phép bắt đầu. Vỗ tay cậu nói là ăn chưa đủ, ăn chưa biết ăn thôi. Lan biết không thì chị Lan chị biết không là bên cạnh chúng ta này là có anh Tâm Sĩ Mụi, là một trong những người đàn anh cũng đã từng đi đệm đàn cho Phi Nhung hát tỉnh tỉnh. Tôi biết là đi hát xa đó, thì những cái nơi chạy show liên tục, mấy một đêm chạy mấy tụ điểm vậy đó, không thể nào mang đủ ban nhạc đi theo để hát. Cho nên Tâm Sĩ Mụi là người đã chạy theo Phi Nhung và xách cái keyboard đi khắp cùng từ mọi nơi trên đất nước Việt Nam để hát cho Phi Nhung nghe. Thì hôm nay rất là may là anh đã đến đây để có sẵn, anh ta có cùng keyboard nhưng mà có nhạc, có đường mổ rồi nó luôn. Quý vị sẽ nghe cái tiếng đàn của nhạc sĩ Tâm Sĩ Mụi. Lái nhạc, bây giờ mình đóng hồ, bây giờ đóng nha. Yeah.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị. Đêm nay rất là vui.